Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại channel. Hôm nay là ngày cuối tuần, Khoa đang có mặt ở bên trong công viên Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức của chúng ta. Thì đang có mặt ở ngay cái công viên trung tâm Grand Park luôn các anh chị. Đây là bãi thảm cỏ. Thì nơi này sẽ là chuyên tổ chức những cái sự kiện event lớn ở đây. Đây. Hiện bây giờ là tầm khoảng là 4 giờ chiều các anh chị. Đây là các anh chị, các bạn trẻ sẽ tập trung ở đây để thả diều nè. Bây giờ cái phong trào thả diều khá là nhiều ở đây. Cùng với đó là có thấy những cái chòi BBQ đã bắt đầu lên rồi. Đã có người book trước đó bây giờ đã vô. Còn cái thông tin mới từ cách đây khoảng 2 ngày là Vin đã đưa vào sử dụng cái thêm những cái tiện ích như chèo thuyền kayak, câu cá giải trí, cùng với đó là sân tập golf. Sẽ có phí như cái gì nhưng mà phí sẽ không cao, có thể chấp nhận được tầm khoảng 100 đến 150 ngàn. Đây là cái khu bờ cát, bãi cát ven hồ, biển nhân tạo. Đây. Để anh ta thấy đây. Bây giờ rất là mát anh chị. Trời đang xế, lúc nãy thì có chuyển đen nhẹ, nhưng mà bây giờ thì đã hết rồi. Đức, lâu quá mới gặp nha. Lâu quá mới gặp, chú không đủ anh cà phê, vậy có tài like không? Em qua bên đây không ạ? Em làm gì đó? Quay. Nàng, em quay hả? YouTuber. À thế hả? Lâu mới gặp nha. Ở giờ ở đây luôn hả? Em ở đây luôn, ở bên S501 nè. Đây là khu bãi cát trắng, tiên hồ nhân tạo. Đây là xung quanh chúng ta có những cái máy bán hàng tự động ở bên trong công viên luôn. Và mỗi một tòa căn hộ của chúng ta ở bên tầng trệt đều có máy bán hàng tự động giống như thế này anh chị. Nước uống. Đây là những chòi BBQ của mình nè.